Hạnh đã tới được cái lò gạch cũ rồi, thì theo cái đường đi của Hạnh là cái đường đi dễ nhớ nhất. Và sau khi tới cái lò gạch cũ á, thì Hồng Hạnh có một cái tips cũng như là cái lưu ý cho các bạn, là vì trước đây khi mà mọi người phát hiện ra cái chỗ chụp hình ảo này á, thì có rất là nhiều bạn tới đây chụp hình, cho nên là chắc là có tai nạn hay gì đó, các bạn bị té đó, thì chính quyền họ mới treo một cái bảng là nè, cấm tụ tập leo trèo, chụp ảnh tại khu vực này. Tuy nhiên là nếu mà đến đây vắng quá thì cũng chẳng ai bắt bẻ gì mình cả, nhưng mà có một cái lưu ý là cái cầu thang để mà leo lên được ở phía trên như thế này ha. Đó, thì phải đi lên cái cầu thang này, thì họ đã phá vỡ ba cái bậc thang, 1, 2, 3, 4 cái bậc thang đầu tiên. Cho nên nếu mà các bạn muốn leo thì các bạn phải có thêm người bạn bè của mình, bạn nam, hay là có đem theo một cái ghế hay là một cái gì đó để các bạn có thể có cái bệ đỡ leo lên. Cái này mà mình lúc mà leo lên chụp hình được thì em của mình đã làm cái cầu thang cho mình leo lên đó các bạn. Rồi,